Giả sử ngày mai tận thế, đêm nay xen dẫn gieo trồng. Kể từ ngày sinh ra đời này, chúng ta ai nấy đều từ từ tiến dần đến cái chết. Có một người bạn sen thường hay nhắc nhở chúng tôi, mọi người đều có một sự việc luôn luôn vọng mãnh tinh tiến, đó là từ lúc sinh ra đời thì liền từ từ tiến dần đến trạm cuối của cuộc đời. Lại còn nói, nếu nói bạn trưởng thành thì bạn rất vui, nhưng nếu nói là bạn đang đi về phần mộ thì bạn rất buồn. Thật ra hai chuyện này đều là một. Lại có người hỏi, quý vị là những người tin Phật thì làm sao có thể bị bệnh ung thư được? Kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng là từ vô thị kiếp đến nay, những ác nghiệp mà chúng ta đã làm, nếu tính ra thì thật vô biên vô lượng. Giả sử những niệm, ngôn ngữ và hành vi sai lầm của chúng ta có thể tích và có hình tướng thì cả tận hư không này cũng chứa không hết. Muốn biết nhân ở đời quá khứ, cứ xem những gì mình thọ nhận ngày hôm nay thì biết được. Muốn biết quả ở tương lai, cứ xem những gì mình làm hôm nay thì biết được. Từ vô lượng kiếp đến nay, không biết tôi đã làm hại biết bao nhiêu chúng sinh, đã làm bao nhiêu sinh linh đau khổ. Bây giờ quả báo hiện ra thì phải nhận chịu một cách vui vẻ và bình tĩnh. Chúng ta niệm Phật phải noi theo trí huệ và lòng từ bi của chư Phật. Nguyện cho tất cả những chúng sinh bị tôi làm hại lúc trước đều được tắm gội trong ánh từ quang giác ngộ, hóa giải những oán hận kết tập lại trong nội tâm, phá bỏ tất cả, không cho quan quan tương báo tiếp tục. Đây là sự giá trị tốt nhất của chư Phật Bồ Tát cho tôi. Miễn hết tất cả những trách móc và so đo không cần thiết, tất cả những khúc mắc tình cảm không tốt. Giả sử ngày mai là ngày tận thế, tối nay tôi vẫn phải trồng đầy hết phần đà lợi hoa, hoa sen trong giường. Dưới gió mát trăng thanh, phải lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Vẫn có nhiều bạn không bỏ qua được, cứ trách Phật Bồ Tát không gia trì cho tôi, để cho tôi mang bệnh này. Thật ra không phải là Phật Bồ Tát làm cho tôi mắc phải bệnh này. Chúng ta hãy nghĩ xem, một hạt dầu khi nhỏ vào nước sẽ nổi lên mặt nước, trái lại viên đá sẽ chìm xuống đáy nước. Nghiệp chướng của tôi cũng nặng như viên đá, cho nên tự nhiên sẽ chìm xuống đáy, sẽ mang bệnh. Rất may là Đức Phật A-di-đà đã chuẩn bị đại nguyện, đem chiếc hàng không mẫu hạm để cứu vớt tôi và tất cả chúng sinh có nghiệp chướng sâu nặng. Nên tôi không lo gì cả, chỉ cần có tín nguyện kiên cố, chấp trì danh hiệu Phật, nhất định sẽ giảng sinh. Ngẫu Ích Đại Sư không phải đã nói với chúng ta rồi sao? Được sinh hay không, toàn do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp, toàn do trì danh sâu hay cạn. Nam mô A Di Đà Phật.